để sàng sảy. Mà ông ba nói là sàng nhiều lần nhiều nỗi thon giòn, lọc lừa gạo cội như son đỏ điều. Từ cái xấu mà đổi lại cái tốt, cho nên phải có cái sự sàng sảy. Thì khi mà cái cuộc diễn biến xảy ra thì nó có nhiều cái hình thức để mà lừa lọc. Cái thứ nhất là dịch bệnh. Thì quý vị mình cũng biết là khi dịch bệnh xảy ra, nó là một cái cơn thử thách mà Đức Thầy nói là khổ ách này đặng thức tỉnh trần, gần thiên định tuồng đời sắp hạ. Nay là thế giới nước nào cũng có bom nguyên tử, mà khi chiến tranh xảy ra mà nếu nhịn nhau không được thì các nước lớn đều có bom nguyên tử. Hễ nước này bấm nút thì nước kia bấm nút, tất cả đều đồng loạt bấm nút, thì lúc đó là nước biển sôi. Mà cái này Đức Thầy cũng có nói, ngọn thủy triều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen lưng chuyển. Chi cho biết qua câu đó chính là khắp thế giới binh lương cũ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Thì ngày hôm nay mình cảm thấy cái tình hình diễn biến Biển Đông nó dậy sóng hay chưa, rồi cái dịch bệnh hiện tại thì nó đã gọi là ngưng hay chưa, hay nó còn phát triển thêm một cái đợt dịch mới nữa, thì mong ông Tư ngày hôm nay cũng tìm hiểu qua với Đức Thầy, mong ông Tư chia sẻ giùm mình. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa cô bác, anh chị em đồng đạo kính mến, thì xoay quanh qua cái câu hỏi của đồng đạo thì tôi cũng xin chia sẻ đôi điều theo cái sự hiểu biết của mình. Kính thưa quý vị, thì trong cái cuộc đời nó gồm có tam nguyên, gọi là thượng nguyên, rồi trung nguyên, rồi hạ nguyên. Có nghĩa là sau khi thượng nguyên hết thì xuống trung nguyên, và trung nguyên hết rồi tới cái hạ nguyên. Mà hôm nay là cái hạ nguyên mà Đức Thầy cho biết là hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Có nghĩa là hạ nguyên đã sắp hết, mà khi hết hạ nguyên thì nó sẽ lặp lại thượng nguyên. Mà khi mà chuyển biến để lặp lại thượng nguyên thì nó xảy ra nhiều cái chuyện gọi là để sàng sảy. Mà ông ba nói là sàng nhiều lần nhiều nỗi thon giòn, lọc lừa gạo cội như son đỏ điều. Từ cái xấu mà đổi lại cái tốt, cho nên phải có cái sự sàng sảy. Thì cái sự sàng sảy này có nhiều cái hình thức, mà quý vị mình cũng đã được nghe các bậc huynh trưởng mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi, cho nên tôi cũng không có nói nhiều, chỉ tóm gọn sơ thôi. Thì khi mà cái cuộc diễn biến xảy ra thì nó có nhiều cái hình thức để mà lừa lọc. Cái thứ nhất là dịch bệnh. Thì quý vị mình cũng biết là khi dịch bệnh xảy ra, nó là một cái cơn thử thách mà Đức Thầy nói là khổ ách này đặng thức tỉnh trần, gần thiên định tuồng đời sắp hạ. Đó là một cái là xảy ra để đánh dấu cho chúng sanh biết rằng cái cuộc đời nó quá khổ. Dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng hơn mấy triệu người. Trong nước Việt Nam chúng ta từ khi dịch bệnh xảy ra tới giờ là chết trên 40.000 người. Rồi sau dịch bệnh còn có chiến tranh. Thì khi chiến tranh xảy ra thì quý vị mình cũng biết là chết do chiến tranh. Thì Việt Nam chúng ta là từ khi gọi là 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, rồi 30 năm chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược, thì cái chiến tranh cướp đi sinh mạng rất là nhiều người. Mà hôm nay cái cuộc sàng sảy này, cái chiến tranh nó cũng là một cái việc mà làm cho chúng sanh phải chết chóc rất là nhiều, nhất là chết về nguyên tử. Vào thời kỳ đệ nghị nhị thế chiến đó, đồng minh mà thảy cho nước Nhật hai trái bom nguyên tử, chết sạch sẽ hai cái đảo.
Và hôm nay ngày nay thì hiện nay chiến tranh là đã xảy ra, là từ khi mà đệ nhị thế chiến tới bây giờ thì quý vị mình biết là cái sự tiến bộ của khoa học gấp 10 lần hồi xưa. Cho nên hiện nay là thế giới nước nào cũng có bom nguyên tử. Mà khi chiến tranh xảy ra mà nếu nhịn nhau không được thì các nước lớn đều có bom nguyên tử. Hễ nước này bấm nút thì nước kia bấm nút, tất cả đều đồng loạt bấm nút, thì lúc đó là nước biển sôi. Mà cái này Đức Thầy cũng có nói: ngọn thủy triều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen lưng chuyển. Khi mà nguyên tử nổ rồi đó thì nước biển sôi, thì quý vị mình hình dung coi mình sống nổi không? Lúc đó là không còn sống nổi. Thì cái lúc đó là lúc con ai nấy dắt. Ví dụ như hôm nay mình có tu, mình có là niệm Phật cầu giảng sanh về Tây Phương thì lúc đó mình về Tây Phương. Còn là người nào có khuynh hướng về tiên thì về tiên. Còn người nào mà không có tu thì đi theo nghiệp, gieo nhân nào thì hưởng quả nấy. Thì tôi xin tóm gọn những cái ý chính vậy thôi. Quý vị mình cũng nghe hết rồi, quý vị mình cũng hiểu hết rồi. Chi tiết thì tôi không có chi tiết thêm. Quý vị mình biết là cuộc đời hạ nguân, mà khi lập lại thượng nguân thì nó có nhiều cái khổ. Chết vì dịch bệnh, chết vì chiến tranh, chết vì là sóng thần, vân vân. Cũng như thầy nói là đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, dậy sớm mau tìm chữ ma ha, đặng Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Thì bây giờ mình gắng lo tu, mà bây giờ hiện nay mình muốn tu mà tu pháp nào? Cái này là cái rất là quan trọng. Bữa nay tôi xin chia sẻ cho quý vị mình hiểu được cái pháp tu, tu một cái pháp nào mà nó thành tựu được nhiều cái pháp. Cái ý này là cái ý tôi muốn chia sẻ cho quý vị mình hiểu. Kính thưa cô bác anh chị em đồng đạo kính mến, thì Đức Thầy là Đức Huỳnh Giáo Chủ, là một vị cổ Phật lâm phàm. Ngài xuống thế gian lần này, Ngài nói là lần thứ chót gọi lời kêu thúc. Và đồng thời Ngài xuống thế gian lần này là Ngài dưng năm sắc lệnh để mà dạy cho chúng sanh. Cái sắc lệnh thứ nhất: ta thừa dân sắc lệnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Dân sắc lệnh của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni để triển khai pháp môn thiền tâm. Cái thứ nhì: muốn tu tỉnh Nay Đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Dân sắc lệnh của Phật A Di Đà để triển khai pháp môn tịnh độ. Sắc lệnh thứ ba là: điên này dân lệnh Minh Dương, giới lệnh Phật đường đi xuống giảng dân. Dân sắc lệnh của Phật Dương để chuyển lập hội Long Hoa, lập đời thượng cổ sau này. Dân sắc lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế thừa dân sắc lệnh của trời, với ông Phật Tổ giáo đời phiên dân. Dân sắc lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế để cầm cân thưởng phạt sau này. Dân có sắc lệnh của Phật dân sắc lệnh của Quan Âm để cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sanh. Như vậy là Đức Thầy đã dâng năm sắc lệnh xuống đây dạy cho chúng sanh, tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh mà dạy một cái pháp môn cho nó phù hợp. Bây giờ mình biết rằng cuộc đời nó sắp hết, và là khi mà nước biển sôi chúng ta phải chết hết, mà mình tu pháp nào để được thành tựu, để còn được sống sót sau này. Thì bữa nay tôi xin là giới thiệu cho quý vị một pháp môn tu mà thành tựu cả ba pháp, đó là pháp môn tịnh độ. Đức Thầy cho biết là môn tịnh độ là phương cứu cánh, gán phụng hành kẻ phụ Phật xưa. Pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn dễ tu, dễ đắc, dễ hành, dễ thành. Tu một pháp môn mà thành tựu cả ba pháp. Tại vì pháp môn tịnh độ là pháp môn cầu tha lực, cho nên gọi là pháp môn dễ tu. Pháp môn tịnh độ nó có ba cái đệ nhất, bốn cái đệ nhất. Một là đối cơ đệ nhất, hai là dị hạnh đệ nhất, ba là cứu cánh đệ nhất, bốn là quảng độ đệ nhất.
Đối cơ đệ nhất có nghĩa là căn cơ trình độ nào tu cũng được, giàu tu cũng được, nghèo tu cũng được, thông tu cũng được, dốt tu cũng được, ở chợ tu cũng được, ở quê tu cũng được, vân vân. Có nghĩa là căn cơ trình độ nào tu pháp môn tịnh độ cũng được. Rồi vị hạnh đệ nhất có nghĩa là pháp môn này là pháp môn dễ nhất trong 84.000 pháp môn. Tại sao gọi là dễ? Tại vì pháp môn tịnh độ nó có tha lực, còn tất cả các pháp môn khác không có tha lực. Nếu mình tu các pháp môn khác thì mình dùng tự lực của mình để thành tựu, còn pháp môn tịnh độ là nương tha lực của Phật A Di Đà mà được thành tựu. Nhờ có tha lực của Phật A Di Đà mà tất cả chúng sanh ai chịu tu tịnh độ, người đó được thành tựu viên mãn. Tại sao? Tại vì pháp môn tịnh độ nó có tha lực, vừa tự lực mà vừa cộng thêm tha lực, cho nên rất là dễ thành tựu. Ví dụ cho dễ hiểu nha, thí dụ như mình đi lại bến Bắc An Hòa muốn qua sông, nói về tự lực là mình phải nhảy xuống sông lội qua ên, gọi là tự lực. Còn nói về tha lực, mình mua vé 3.000 xuống phà, phà nó đưa qua sông lên bờ, thì chỉ tốn 3.000 xuống phà qua sông rất là dễ. Bây giờ đi mua vé xuống phà thì cái ông giàu thiệt là giàu, ổng cũng mua có 3.000. Cái người nghèo thiệt là nghèo cũng có 3.000. Thì như vậy giàu nghèo gì cũng tốn 3.000 xuống phà. Khi xuống phà rồi giống nhau, khi phà qua tới bên sông thì cái ông giàu ổng cũng lên bờ, cái ông nghèo cũng lên bờ. Cái tha lực cũng giống như chiếc phà, còn mình tự lực là chỉ cần cố chí mua vé 3.000. Như vậy là dùng nhờ tha lực mà đi qua sông rất là dễ dàng. Còn tự lực thì phải nhảy xuống lội ên qua sông. Mà nếu nói nhảy xuống mà lội ên qua sông thì tất cả chúng ta ở đây thì có người lội được, có người lội không được. Nhất là những người già, những người trẻ, những người yếu thế thì không thể nào tự lội được. Cho nên pháp môn tịnh độ nó nhờ có tha lực mà thành tựu là như vậy. Cho nên là các vị tổ sư ngài nói rằng, Vĩnh Minh tổ sư ngài nói muôn người tu tịnh độ vãng sanh hết cả muôn người. Tổ Thiện Đạo nói ngàn người tu tịnh độ thì ngàn người vãng sanh, không sót một người nào. Văn Thù Bồ Tát thì nói môn tịnh độ là vua của các pháp. Hôm nay Đức Huỳnh Giáo Chủ là Đức Thầy kính yêu của chúng ta cũng minh định rằng lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Tất cả là không chừa một người nào. Nếu ai chịu tu tịnh độ, người đó được vãng sanh. Có nghĩa là pháp môn tịnh độ nó rất là di diệu như vậy đó quý vị. Để cho quý vị mình dễ hiểu hơn, xin ví dụ thêm một cái nữa để thấy rằng người tu tịnh độ đều chắc ăn được vãng sanh. Tôi nói thí dụ cho dễ hiểu, thí dụ như một người con mà muốn mua một chiếc xe Trung Quốc đi, nhà nghèo mà muốn mua chiếc xe Trung Quốc 10 triệu. Cái có ông già thì ông giàu, nói ba, năm nay con muốn mua chiếc xe để mà làm phương tiện đi lại lo làm ăn, nhưng mà không biết năm nay con có khả năng mua nổi không. Thì ông già thì ông giàu, ông nói con năm nay mà con muốn mua xe đó, con cố chí con lo làm ăn đi, con làm được nhiêu được, còn nhiêu ba chót. Tôi hỏi quý vị mình chứ ông già mà ông nói ông hứa gì thằng nhỏ có thể mua cái chiếc xe được không quý vị, được không? Được. Cho nên ông già mà ông hứa rồi thì thằng con mà nó cố chí nó làm được 9 triệu thì ông già cho 1 triệu. Thằng con mà làm được 7 triệu thì ông già cho 3 triệu. Thằng con mà làm được 5 triệu thì ông già cho 5 triệu. Thậm chí thằng con làm có 1 triệu một, nói ba ơi năm nay con làm ăn thất bát quá, máy cắt nó cắt hết trơn à, con cắt lúa mướn là thất bát quá, không có được nhiều, được có 1 triệu rồi ba tính sao ba. Giờ quý vị mình suy nghĩ coi ông già ông tính sao quý vị, cho không? Cho luôn. Cho luôn nha. Cho nên là làm có 1 triệu thì ông già cũng cho 9 triệu. Như vậy thì thằng con nhờ có ông già mà mua được chiếc xe,
thì cũng giống như vậy. Hôm nay người tu tịnh độ, tất cả chúng sanh vào thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này nhờ tha lực của Phật A Di Đà mà thành tựu viên mãn. Cho nên hôm nay Đức Thầy mình dâng sắc lĩnh của Phật A Di Đà giải pháp môn tịnh độ cũng rất là chính xác. Thầy nói lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc. Đó, Đức Thầy dạy có bao nhiêu đó. Đó là yếu chỉ của pháp môn tịnh độ. Cố chí làm lành là cố chí ăn chay, cố chí giữ giới, cố chí làm các công tác xã hội từ thiện theo khả năng của mình. Đó là cố chí làm lành. Cũng giống như ông Phật A Di Đà cùng Đức Thầy biểu các con gắng cố chí tu hành đi. Cố chí ăn chay, cố chí giữ giới, cố chí làm các công tác xã hội từ thiện. Cũng giống như người cha mà biểu con mày gắng cố gắng làm cố chí đi được nhiêu được, còn nhiêu ba chót. Thì hôm nay Đức Phật A Di Đà cũng như Đức Thầy, khi một người tín đồ mà cố chí làm lành rồi thì đạt cái chuẩn là điều kiện để mà được là tu tịnh độ. Cố chí ăn chay, cố chí giữ giới, cố chí làm các công tác xã hội từ thiện, cố chí thôi. Làm được nhiều thì phẩm vị cao, làm được thấp thì phẩm vị thấp. Sau đó là chuyên niệm Phật, là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu sanh Phật quốc, là nguyện giảng sanh, là phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì cầu xin Đức Phật A Di Đà cứu con về Cực Lạc. Nếu chúng ta thực hiện đúng theo lời dạy của Đức Thầy, cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc cho tới hơi thở cuối cùng, thì người đó đều được giảng sanh. Thậm chí cho những người mới phát tâm tu, phát tâm tu trên giường bệnh mà khi hết số thọ mạng, làm đúng theo lời dạy của Đức Thầy, mới phát tâm tu ngày nay, ngày mới chết là giảng sanh. Cái này là Đức Thầy nói. Cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ với cuộc luân hồi. Bữa nay tu đúng, ngày mới chết là một kiếp. Bữa nay tu đúng, ngày mới chết là giảng sanh. Mà có câu là dí dầu sắp chết ngày mai, ngày nay hối ngộ liên đài cũng lên. Tại vì pháp môn tịnh độ là pháp môn cầu tha lực, nhờ tha lực của Phật A Di Đà. Ngài nguyện rằng, trong đó điều nguyện thứ 18: khi tôi thành Phật, tất cả chúng sanh mười phương, ai mà nghe đến cõi nước tôi đặt chọn lòng tin ưa, muốn sanh về cõi nước tôi, niệm danh hiệu của tôi từ một niệm cho đến mười niệm, nếu không được vãng sanh, thệ nguyện không ngồi nơi chánh giác, ngoại trừ những người phạm tội ngũ nghịch và quỷ bán chánh pháp. Cho nên cái điều kiện của Đức Phật A Di Đà đưa ra để được về Tây Phương là khởi được cái lòng tin, rồi muốn sanh về Cực Lạc, rồi niệm danh hiệu của Ngài từ một niệm cho đến mười niệm Ngài gước. Ngài nói rằng Ngài không gước, Ngài thệ nguyện không thành Phật. Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành. Chỉ là một niệm chọn lành cũng là được Phật thân hành đến nơi. Như vậy là tu tịnh độ, cái điều kiện về Tây Phương Cực Lạc nó không khó. Chỉ cần một niệm cho đến mười niệm, trong lòng muốn giảng sanh tha thiết thì Đức Phật ước rồi. Cho nên như vậy mới gọi là độ tận chúng sanh. Hôm nay chúng ta tu theo lời dạy của Đức Thầy, nếu nhai cố chí làm lành là trở hạnh, chuyên niệm Phật là chánh hạnh, cầu sanh Phật quốc là nguyện, cộng với đức tin nữa gọi là tín nguyện hạnh. Điều nguyện thứ 18, ai có đủ tin, có đủ nguyện, có đủ niệm Phật là hạnh á, thì Ngài sẽ gước. Ngài nguyện rằng nếu ta không gước, ta thệ nguyện không thành Phật. Thì hôm nay Thầy biểu mình cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc thì sẽ được vãng sanh. Mà mấy câu sau Thầy nói tiếp đó, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm, ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ với cuộc luân hồi. Nếu ai thực hiện đúng theo lời dạy của Đức Thầy, cũng như điều nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà, hễ chết là giảng sanh. Bây giờ cố chí làm lành thì ai làm cũng được,
Cái câu này là Đức Thầy dạy là cố chí. Cái chữ cố chí này không có một người nào mà không làm được, như vậy mới độ tận chúng sanh. Ở đây có quý vị nào nói rằng tôi cố chí làm lành không được không? Có không? Không. Ai cũng cố chí được, tại vì tùy theo khả năng. Khả năng người cố chí cao thì làm cao, có thấp thì làm thấp, yêu cầu cố chí là được, cố chí làm lành. Rồi chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc là hết rồi. Có nhiều đó đó mà tu hoài cho tới hơi thở cuối cùng, 1000 người giảng sanh không sót người nào. Mà cái này nói chút xíu cho quý vị mình hiểu nha. Nguyên nhân mà từ xưa tới giờ người ta giảng sanh ít là lý do ta không hiểu cái này, làm không có đến nơi đến chốn. Đức Thầy dạy là cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc cho tới hơi thở cuối cùng, dứt thở là giảng sanh. Nhưng mà từ xưa tới giờ quý vị mình biết là có nhiều người tu mấy chục năm, đến khi đau gần chết rồi, niệm Phật thì có niệm, nhưng trong lòng muốn cái gì? Đa số là muốn hết bệnh, rồi lại nguyện cầu xin cho độ cho con được hết bệnh rằng con tu. Nhưng mà tới số chết không quý vị? Chết không? Tới số là chết. Muốn hết bệnh, cầu xin hết bệnh, tới số vẫn chết. Mà chết như vậy là không có giảng sanh, dù cho tu mấy chục năm, dù cho làm biết bao nhiêu công quả, nhưng mà muốn hết bệnh, cầu xin hết bệnh là đồng nghĩa với cầu xin ở lại, thì nó sai với lời dạy của Đức Thầy. Thầy biểu mình cố chí làm lành, rồi chuyên niệm Phật, rồi cầu sanh Phật quốc. Bây giờ cố chí làm lành thì đồng đạo mình có rồi đó, chuyên niệm Phật thì có rồi, tới chữ cầu sanh Phật quốc cái không cầu mà lại cầu xin ở lại. Cái nguyên nhân đó mà tu thì đông, giảng sanh thì ít. Hôm nay nếu chúng ta thực hiện đúng theo lời dạy của Đức Thầy cho tới hơi thở cuối cùng, cố chí làm lành, mình cố chí ăn chay, cố chí giữ giới, cố chí làm các công tác xã hội từ thiện, thì cái này ai làm cũng được. Chuyên niệm Phật là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu sanh Phật quốc là nguyện giảng sanh đó, cầu xin Đức Phật A Di Đà rước con về cực lạc cho tới hơi thở cuối cùng. Lúc mình lâm chung mà thở hơi hóp rồi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin Đức Phật A Di Đà rước con về cực lạc, ngoẻo ngang cái là giảng sanh. Mà hồi xưa tới giờ ít có ai làm được cái này, tới khi đau rồi cái cầu xin hết bệnh không. Nếu ai mà thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy thì 1000 người giảng sanh hết 1000. Quý vị mình biết trong những năm gần đây biết bao nhiêu người giảng sanh cũng nhờ hiểu cái lý này. Tu đúng lời dạy của Đức Thầy chắc chắn được vãng sanh. Mà nếu hôm nay mà mình tu tịnh độ đúng lời dạy của Đức Thầy rồi thì nó có được ba cái thành tựu. Cái thành tựu thứ nhất là chắc chắn một kiếp này mình vãng sanh. Khi cuộc biến thiên xảy ra, nước biển sôi, quý vị mình biết bom nguyên tử mà nó nổ một cái đó ha, thì lúc này là mình đã có đăng ký với ông Phật A Di Đà rồi. Lúc này ông Phật A Di Đà ông rước mình về cực lạc. Còn ai không có tu tịnh độ thì tùy theo cái công hạnh của cái người đó mà thành tựu theo cái pháp của người đó. Thí dụ người ta tu phước nhiều thì ai mà phước nhiều thì mấy ông tiền xuống rước. Ai mà phước ít hay là không có phước thì phải theo quỷ vô thường dắt xuống diêm đình. Còn hôm nay mình tu tịnh độ, mình niệm Phật cầu giảng sanh tha thiết, hễ có việc biến thiên xảy ra thì ông Phật A Di Đà tới ông đưa mình về Tây Phương liền. Đó là cái thành tựu thứ nhất, là mình chắc được vãng sanh trong một kiếp này. Và đồng thời cái thứ hai là mình thành tựu, cái thứ hai là mình chắc chắn được dự hội Long Hoa. Nếu mình chưa bỏ xác thân mà Long Hoa lập trước, thí dụ như bây giờ là mình còn đang mang cái xác thân này mà cuộc biến thiên xảy ra sấm nổ thì hội Long Hoa lập thì mình vô dự. Tại vì cái điều kiện dự hội Long Hoa thì có hai cái chuẩn à. Đức Thầy cho biết là lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Đó là cái chuẩn thứ nhất là chuẩn hiền đức. Cái chuẩn thứ hai là chở chân cho kịp Long Hoa, Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân. Hai cái chuẩn này để dự hội Long Hoa. Mà mình là người chuyên tu tịnh độ thì đương nhiên hai cái chuẩn này mình có. Bây giờ tu tịnh độ là tu cái gì? Cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc. Tu tịnh độ có như thế đó. Mà cố chí làm lành ở đây là bao gồm thân lành, khẩu lành, ý lành.
Như vậy là thực hiện theo lời dạy của Đức Thầy, cố chí làm lành thì mình đắc được cái chữ hiền nhân. Chuyên niệm Phật là đắc được cái chữ hiền đức. Tại vì trong Quán Kinh nói rằng niệm một niệm Phật nhất tâm có công năng tiêu trừ đi 80 ức kiếp trọng tội sanh tử, và đồng thời có 80 ức kiếp công đức di diệu. Cho nên cái người tu tịnh độ mà chuyên niệm Phật thì nó đắc được cái chữ hiền đức. Hai cái chuẩn này có, nếu mình chưa bỏ thân mà hội Long Hoa lập thì mình vô dự, đó là chắc được dự hội Long Hoa. Mà Đức Thầy có câu, Thầy nói mong cầu lập Phật hội, gặp Phật hội Long Hoa, con gán trì tâm niệm Phật đa. Thì mình là người chuyên tâm niệm Phật tu tịnh độ, thì khi mà hội Long Hoa lập mình chưa bỏ thân thì mình vô dự hội Long Hoa. Còn bằng ngược lại, nếu chiều nay mà mình chết, hội Long Hoa chưa lập, thì mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lặng. Có nghĩa là chiều nay mà mình chết, hết số thọ mạng, giờ nào giảng sanh giờ nấy. Mà cái này Đức Thầy nói, người tu tịnh độ thì mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Cho nên chiều nay mà mình chết thì mình về Tây Phương, vài năm nữa, vài chục năm nữa mà ở dưới này hội Long Hoa lập, cái mình chở xuống mình dự. Cái này Đức Thầy nói luôn nha. Long Hoa tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con hiền diệt quỷ ma. Thì lúc mà hội Long Hoa lập thì Đức Phật A Di Đà xuống, thì lúc đó mình trở lại mình xuống với Đức Phật A Di Đà dự hội Long Hoa cũng không mất phần. Cho nên là cái này là cái thành tựu được dự hội Long Hoa là cái phần thứ hai. Và cái phần thứ ba là mình sẽ đắc đạo thành Phật luôn. Tại vì giảng sanh là đồng nghĩa với chữ thành Phật. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni Ngài nói giảng sanh là đồng nghĩa với thành Phật. Tại vì giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chứng quả bất thối, không còn sanh tử luân hồi, tu hoài đến khi thành Phật thôi. Như vậy là người tu tịnh độ chắc chắn sẽ được thành Phật. Tại vì chắc giảng sanh, mà giảng sanh rồi tu hoài sẽ được thành Phật. Đó là cái ba cái thành tựu viên mãn. Nếu tất cả cô bác anh chị em đồng đạo chúng ta hiểu được cuộc đời sắp hết, chọn cái pháp môn tu để cho dễ thành tựu, thì chỉ có pháp môn tịnh độ là pháp môn duy nhất dễ tu, dễ đắc, dễ thành, dễ hành. Ai tu cũng được, ai hành cũng kết quả thành công. Như vậy mong rằng cô bác anh chị em đồng đạo chúng ta hiểu, và đồng thời chọn cho mình một cái pháp tu để chắc chắn trong kiếp này, dù cho cuộc đời xảy ra như thế nào, chúng ta cũng thành tựu viên mãn, và chúng ta sẽ không còn sợ sệt cái gì hết trong cuộc đời diễn biến xảy ra. Dù cho dịch bệnh nó tới với mình, nếu mà cái nghiệp của mình đời trước mình có nợ nần với nó, dịch bệnh nó đến với mình, nó cướp đi sinh mạng của mình, thì mình cũng về Tây Phương. Tại vì mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, cho nên mình là người tu tịnh độ, mình cũng không sợ gì dịch bệnh, phải không? Và đồng thời chiến tranh xảy ra, dù cho nước biển sôi, tất cả mọi người đồng chết hết, mình cũng không sợ gì cái chết đó. Tại vì khi mình chết là mình về Tây Phương. Như vậy là người tu tịnh độ là hiểu được tịnh độ, ngộ được lời dạy của Đức Thầy, chúng ta sẽ có một cái tâm trạng rất là an lạc, rất là vui vẻ. Dù cho hoàn cảnh có xảy ra như thế nào, chúng ta cũng yên tâm. Và đồng thời người tu tịnh độ niệm Phật đó, cầu giảng sanh thì nó có nhiều cái lợi ích khác. Cũng giống như Thầy nói là lòng sáu chữ niệm không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Có nghĩa là người chuyên tâm niệm Phật tu tịnh độ rồi thì thường là được là tai qua nạn khỏi. Tại vì con người của chúng ta khi mà mình đi đầu thai đó, khi mình đi đầu thai lên thế gian này, mỗi một người có cái nghiệp khác nhau. Cho nên khi mình đi đầu thai đó là ông Diêm Vương ông phê mình, do cái nhân đời trước mình gây tạo, ông phê mình 50 cái tai nạn. Quý vị mình có coi chuyện tại Thiên Tam Tạng đó, 81 nạn. Thì mình chắc có lẽ là không 81 cũng 70-80 gì đây, phải không? Cho nên khi lên thế gian là ai cũng có tai nạn. Mà nếu mình có tu tịnh độ, mình có làm lành niệm Phật, thì tai nạn lớn nó trở thành nhỏ, tai nạn nhỏ trở thành không.
Cho nên là thầy nói lòng sáu chữ niệm không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Cái gì đó, cho nên là người chuyên tâm niệm Phật là nó có cái lợi ích hiện tại vậy đó. Cái thứ hai nữa là người chuyên tâm niệm Phật tu tịnh độ thì gia đình được ấm no hạnh phúc nữa. Tại vì niệm Phật có phước, người làm lành cũng có phước. Mà Đức Thầy nói sao? Khuyên người hữu phước sao nữa? Giàu sang. Giàu sang. Mình niệm Phật làm lành là có phước, mà khi có phước rồi tự nhiên nó giàu sang. Chứ không phải ở thế gian này ai không muốn giàu quý vị. Nhưng muốn giàu mà không có phước không có giàu được. Khi mà thiếu phước rồi làm có tiền thiệt, nhưng mà làm vô cửa trước nó ra cửa sau hết trơn. Còn nếu mình có phước rồi làm vô nó không có ra, nó ít ra từ từ nó mới giàu được. Cho nên người tu tịnh độ cố chí làm lành cũng có phước nè, chuyên niệm Phật cũng có phước. Mà cái phước ngày nào cũng vô, ngày nào cũng vô, thì người nghèo mà tu tịnh độ lần lần sẽ hết nghèo, sẽ tiến lên khá. Người khá mà tu tịnh độ thì lần lần lên giàu. Người giàu mà tu tịnh độ càng giàu thêm. Cho nên tu tịnh độ là cái cuộc sống hiện tại thì được an lành, ấm no, hạnh phúc. Rồi tai qua nạn khỏi, cái tai nạn lớn nó trở thành nhỏ, tai nạn nhỏ trở thành không. Vậy đó, hãy chết là giảng sanh. Chết là giảng sanh. Cho nên là cái pháp môn này là cái pháp môn mà thù thắng đệ nhất. Cho nên bữa nay tôi giới thiệu cho quý vị mình để tìm hiểu một cái pháp môn tu, khỏi cần quý vị mình nếu mà tự mình để tìm kiếm một pháp môn tu, có đôi khi coi giảng 10 năm chưa có hiểu được cái pháp môn tịnh độ. Chính cái bản thân tôi mà sau khi sau 75 là phát tâm ăn chay năm 78, tôi ăn chay 10 năm rồi mà chưa hiểu pháp môn tu. Nó phải tìm hỏi, học hỏi là rất là dài dặn, là tìm sách vở đọc không biết bao nhiêu, và đến khi ngộ được cái pháp môn tịnh độ rất là mừng. Tin tưởng rằng trong kiếp này mình phải giảng sanh, mình phải giải thoát sanh tử nhờ tha lực của Phật A Di Đà, nhờ lời giải của Đức Thầy mà mình được thành tựu viên mãn. Thì đó là những cái đôi điều tôi muốn chia sẻ với cô bác anh chị đã em đồng đạo của mình. Nghe qua rồi về cũng nghiên cứu lại. Nếu lời nói tôi có chí lý thì quý vị mình áp dụng làm theo lời dạy của Đức Thầy. Còn có gì sơ sót mong quý vị mình cũng thông cảm bỏ qua cho. Đến đây xin dứt lời. Trước khi dứt lời, xin kính chúc cô bác anh chị em đồng đạo thân luôn mạnh khỏe, tâm luôn an lạc, gia đình được ấm no hạnh phúc, tinh tấn tu hành theo pháp môn tịnh độ của Đức Thầy chỉ dạy, cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc hoài cho đến khi được giảng sanh. Tất cả chúng ta đều được giảng sanh để hoàn thành cái tâm nguyện của Đức Thầy mình là ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đông bay về cực lạc một đàn. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chào.